Hello, xin chào tất cả quý anh chị. Chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube Đạt Nhỏ Tôi Ta. Thì mấy ngày hôm nay cũng có rất là nhiều anh chị nhắn tin gọi điện cho Đạt hỏi là trong cái tình trạng kinh tế khó khăn như thế này nè, đó thì quý anh chị mất việc rất là nhiều nên là anh chị cần tìm một cái mẫu xe Toyota Vios số sàn thôi, tài chính thấp thôi để quý anh chị có thể là chạy dịch vụ để kinh doanh. Đó, thì khi mà nghe Đạt nghe tới việc mà chạy dịch vụ á, thì Đạt lại bật cười nữa. Thì hiện tại cái ngành dịch vụ này nó không còn thơm như ngày xưa đâu, nhưng mà nếu mà quý anh chị ở tỉnh á, thì mình cũng có thể là sử dụng cái công cụ dịch vụ kinh doanh xe để mình kiếm cơm nha. Đó thì hôm nay Đạt sẽ lên sóng cho quý anh chị một cái mẫu xe mà sáng ngày hôm nay bên Đạt mới thu về được, gọi là mới mua được. Đạt xin giới thiệu chút về em nó. Đây là Toyota Vios được sản xuất vào năm 2021 nha quý anh chị. Đó. 2021 á, thì xe vẫn còn được bảo hành tới năm 2024 lận nha quý anh chị. Đó, đây là cái phiên bản E, phiên bản số sàn nha quý anh chị. Mang một cái nước sơn màu trắng. Màu trắng ở đây là màu trắng ngọc trai. Thì cái phiên bản mà màu trắng thì nó sẽ mắc hơn những cái phiên bản thường khoảng từ 6 cho tới 8 triệu nha quý anh chị. Đó, thì hiện tại là xe cũng mang màu trắng, rất là hợp với quý anh chị nào mình mua xe về mình chạy dịch vụ nha. Đó, màu trắng chạy dịch vụ rất là ok luôn anh chị. Kèm theo đó, nếu như quý anh chị ở tỉnh á, thì quý anh chị có thể là mua cái mẫu xe này về để mình kết hợp với lại là mình chạy đám cưới nữa cũng rất là ok luôn. Rồi Đạt chia sẻ giá về xe này luôn nha. Thì xe này bên Đạt đang chào bán với mức giá là 422 triệu, còn thương lượng nếu như quý anh chị nào mình lên xem xe trực tiếp bên Đạt nha, 2021 thì bên Đạt vẫn còn hỗ trợ vay lên tới là 70% giá trị xe và trong khoảng thời gian là khoảng 6 năm nha quý anh chị. Đó rồi. Rồi, để bây giờ Đạt đi quay chi tiết một chút xíu về tình trạng ngoại thất, nội thất của xe để quý anh chị mình cùng nắm một cái sơ bộ nhất nha. Đạt vẫn mong là quý anh chị lên xem xe trực tiếp bên Đạt để mình có một cái, mình có thể là kiểm tra tận tình xe, xem xe cẩn thận nhất để mình khi mà quý anh chị xuống tiền mua cái xe, quý anh chị cảm thấy là xe này nó rất là ok nha. Rồi, đăng kiểm và phí đường bộ còn tới tháng 9 năm 2023, nhưng phí đường bộ còn tới tháng 3 năm 2022 thì đã hết hạn rồi. Đó thì nếu như quý anh chị mua xe này, bên Đạt sẽ bù cho quý anh chị 1 năm tiền phí đường bộ nha quý anh chị. Rồi, tiếp theo là lớp xe nè. Đây là cái mâm phong mới luôn. Quý anh chị có thể thấy đây nè, lớp xe còn rất là ok luôn. Đó, được sản xuất vào tuần thứ 49 của năm 2020. Đó. Thì cái xe này cái nguồn gốc nó là ở cái huyện Vĩnh Cửu của quý anh chị đó, nên là nhìn nó cũng cái phần lốp xe nó cũng hơi có một màu đất đỏ chút xíu. Rồi đèn đồ còn rất là đẹp nha quý anh chị, không có một cái dấu xước gì. Thì xe thì là không chia sẻ với quý anh chị cũng đã bị trầy xước và từng sơn dặm lại rồi, chứ màu sơn thì không có nguyên zin 100% nha quý anh chị. Nhưng mà nhìn một cách tổng thể thì sơn cũng rất là đều màu. Đó. Xe mang biển số Đồng Nai nè quý anh chị. 60 em. Rồi, xe em 2021 tới thời điểm hiện tại nó đi được bao nhiêu ngàn cây số nha quý anh chị. Vâng, hiện tại thì xe mới đi được khoảng 24.778 km thôi. Đó, rất là ít luôn. Nhưng thì cái xe này anh cũng chia sẻ lại với Đạt là một tuần anh chỉ chạy 1 đến 2 lần thôi. Đó, và cái khoảng cách xa nhất mà anh đi được á, là anh chở vợ anh về quê, mà quê vợ anh là ở Bình Thuận. Đó. Công tắc đồ nè. Thì trên cái phiên bản này thì nó chỉ có hai túi khí thôi nha quý anh chị. Một là túi khí nghe kèn, hai là túi khí ở phía dưới bảo vệ đầu gối cho người tài xế thôi. Đó, thì anh chủ anh cũng rất là sợ, anh nói anh xe nóng quá nên anh lên được cái phim cách cách nhiệt á 3 em của Mỹ luôn. Cần số còn rất là đẹp nha quý anh chị, gai góc đồ rất là đẹp. Xe cũng được ảnh bọc lại giấy da màu đen nè. Rồi, xe 2021 đây nè quý anh chị. Bàn đạp côn, chân phanh, chân ga còn rất là mới nha, không có bị mòn nhiều quá quý anh chị. Công tắc còn rất là đẹp nha quý anh chị. Rồi,
keo chỉ là còn nguyên zin, thì những cái vấn đề này bên Đạt có cam kết với quý anh chị, nên là Đạt sẽ lướt nhanh những cái phần keo chỉ nha. Đó rồi, hàng ghế sau thì nó cũng cực kỳ rộng luôn. Rồi để đặt mở cái cốp lên cho quý anh chị xem là lớp sơ cua của xe coi đã từng sử dụng chưa nha quý anh chị. Rồi, nói chung là cốp sau cũng chả để đồ gì hết quý anh chị, nhìn rất là mới luôn, không có một hạt bụi nào luôn á quý anh chị. Rồi lớp sơ cua thì len ken xe ben luôn, rất là đẹp luôn, chưa sử dụng luôn đó quý anh chị. Rồi, để đặt cuối xuống, đặt quay cái phần gầm lại cho quý anh chị cùng xem một chút xíu nha. Gầm xe thì rất là mới luôn nha quý anh chị, mới ken luôn. Xe thì mới đi, xe thì mới đi khoảng 25.000 cây số, đâu có gì đâu, gầm rồi là xe cũng ít đi mà. Rồi để đặt mở cái phần khoang máy lên, đặt quay lại phần khoang máy cho quý anh chị mình cùng xem. Thật ra là quý anh chị đi mua xe cũ á, thật ra quý anh chị đi mua xe cũ á, quý anh chị rất là sợ mà những cái xe bị cứng cái đầu nhất đó, tại vì cái đầu là cái dễ coi nhất mà, nên là anh chị cũng hay thường xem cái đầu xe nhất vào, mà bằng cách là mình mở cái khoang máy lên mình xem này. Đây chính là khoang máy của xe nha quý anh chị, rất là bụi. Quý anh chị có để ý nè, đó nắp capo vẫn chưa có dấu hiệu ra, bằng chứng là ngay cái vị trí mà con ốc bắt bản lề capo á vẫn chưa có dấu hiệu tháo đó, thì mình có thể là chắc chắn rằng cái nắp capo này là vẫn chưa có dấu hiệu mà ra nắp capo để sơn lại hoặc là sửa chữa nặng nha quý anh chị. Động cơ thì kêu rất là êm luôn quý anh chị. Đó, từng con ốc từng những cái vị trí còn hết luôn nha quý anh chị. Đó, bình là vẫn là bình nguyên zin theo xe luôn á quý anh chị. Đó, vị trí chân đèn rồi nè, chưa có một cái dấu hiệu gì mà đã tháo rã ra luôn á quý anh chị. Đó, dạ rồi, nếu như mà quý anh chị nào mình đang quan tâm về cái sản phẩm Toyota Prius phiên bản E số sàn được sản xuất vào năm 2021, màu trắng, biển số tỉnh Đồng Nai, thì quý anh chị có thể gọi trực tiếp vào cái số hotline 0932 192 671 để Đạt hỗ trợ thông tin nhanh nhất tới quý anh chị nha. Và một lần nữa Đạt xin báo giá lại, xe đang được bên Toyota Hiroshima Tân Cảng bên Đạt chào bán với mức giá là 422 triệu. Còn thương lượng nếu như quý anh chị mình xem xe trực tiếp tại Toyota Hiroshima Tân Cảng nha. Dạ rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị.